những trận đấu loại trực tiếp của VBA 2016 đã chính thức khởi tranh. Hồ Chí Minh City Wings, đội bóng có hàng tấn công mạnh mẽ nhất VBA, đặt mục tiêu không gì khác ngoài chiến thắng. Hà Nội Buffaloes là một đối thủ vô cùng khó chịu với bất kỳ đội bóng nào khác. Một tập thể chặt chẽ, kỷ luật cùng tài năng xuất chúng của anh em song sinh Phú Hoàng Thành Đạt liệu có giúp Hà Nội Buffaloes tạo nên chiến thắng? Đón xem trận tư hùng nằm bắc giữa Hồ Chí Minh City Wings và Hà Nội Buffaloes vào lúc 19 giờ ngày 30 tháng 10 tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương. Hoặc theo dõi trực tiếp trận đấu trên VTV Cup. Mua vé ngay tại hotline và ticketbox.vn. VBA hơn cả một trận đấu.